Xin chào mọi người, chiều nay thì em sẽ bày xuất bản một đàn đỏ đen. Đàn này thì lại duy nhất là toàn là cá nha mọi người nhá. Nên là đợt này các anh nào mà thích mảng màu đỏ lông vò, gầm đen, lồng bốn chân đen ấy, thì là đàn này màu cực kỳ là đẹp luôn. Lông sát bóng và đỏ lông y hệt lông bò luôn. Đây mọi người nhìn này, tai đã dựng hết rồi luôn. Bây giờ nắng nóng về mùa này thì em sẽ không kích thần kinh, sợ chó nóng lên nó bị sốc nhiệt đấy. Quay như thế này cho mọi người xem cái mảng màu của nó trước nhé. Giờ tí nữa tầm chiều thì em sẽ lên tìm nó luôn. Đàn này trái thì mọi người hoàn toàn yên tâm là đã khoảng dựng hết rồi, là đều tìm đều. Cái nào mà đợt này là thích mảng màu này đẹp ấy. Thiền ạ. Cái đợt này thì mảng màu của nó khá là đẹp luôn. Căng và nghịch lắm. Không hiểu sao vào cái thời điểm mùa hè này lại chó lại đẻ kiểu gì mà lại toàn là cái là nhiều. Đực ít lắm, một đàn em chỉ toàn có một con đực, hoặc là đàn không có một con đực nào luôn. Cực kỳ là hiếm đực cho mọi người luôn. Anh quay từ trên nhìn chân lưng xuống cho mọi người xem rõ cái mảng màu lông của nó. Đây là lông ở trên lông đấy. Là đàn này là toàn đỏ lông bò luôn nhé. Để con kia hơi hơi phớt phớt có nắng vào kìa. Nhìn nó lên ánh kìa. Hôm qua thì em mới tẩy run cái đàn này rồi. Run cực kỳ là nhiều luôn. Tẩy xong cái đợt run này từ ngày mai và cho ăn tầm một tuần là mọi người sẽ nhìn thấy là nó lên lên cân cực kỳ là nhanh luôn ạ. Nó lên cân.